Chào các bạn, xin gửi đến các bạn bài viết Lê Mã Lương, Nguyễn Văn Phước và ekip biên tập sách dị tật Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử. Âm mưu gì khi đạo diễn lá thư của Trần Thị Mai Thủy? Nội dung bài viết như sau. Tôi có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột mà không hề đắn đo rằng bức thư này không phải do Trần Thị Thủy, con gái liệt sĩ Trung úy Trần Văn Phương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân viết ra bởi chính suy nghĩ, cảm nhận và hiểu biết của mình. Với tuổi đời của một cô gái, nữ quân nhân 27 tuổi khi viết bức thư kia còn trẻ và sự hiểu biết còn nông cạn, bản lĩnh chính trị còn non kém của một trung úy chuyên nghiệp chỉ mới 6 năm tuổi quân vào năm 2015, là nhân viên văn thư bảo mật Như Thủy không thể viết được một bức thư với giọng điệu thâm sâu như thế này chỉ trong vòng vài ngày. Một đảng viên trẻ, sĩ quan, chuyên nghiệp thuộc quân chủng hải quân, nếu bản lĩnh chính trị vững vàng, có vốn sống thì không thể nào dễ dàng chấp nhận những luận điệu oán thán, chê trách đảng, nhà nước, quân đội và quân chủng hải quân một cách hồ đồ, xuyên tạc trắng trợn, không trung thực như thế này. Chính Nguyễn Văn Phước với đội ngũ ban biên tập già dặn kinh nghiệm, nhiều mưu mô xảo quyệt đã đạo diễn, dẫn dắt, mớm lời cho Trần Thị Thủy viết lá thư này. Chính Thủy đã xác nhận điều này và lên tiếng yêu cầu Nguyễn Văn Phước gỡ bỏ ngay bức thư này ra khỏi cuốn sách dị tật Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử. Nếu không, cháu sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện đòi lại công bằng cho cháu. Chúng ta không trách Thủy vì với cô khi tuổi đời mới 27, 6 năm tuổi quân, sống trong môi trường quân đội với cương vị một sĩ quan chuyên nghiệp, nhân viên văn thư bảo mật, ít bon chen, lọc lừa, cạm bẫy, thì việc lầm tưởng bị những kẻ giả đời, lão luyện và thâm sâu về chính trị như Phước, như Lương lừa mị để dẫn dắt là điều dễ hiểu. Ở đây, chúng ta có thể hiểu được khi Phước, Lương và đội ngũ cố vấn, biên tập, chuyên viên của mình, những kẻ già đời, có tư tưởng chống cộng như Trương Huy San, dùng chính cuốn sách dị tật, chính hình ảnh về người cha của Thủy, liệt sĩ anh hùng Trần Văn Phương được nhắn đến trong sách, trong bức tranh vòng tròn bất tử để dẫn dắt cháu bằng những mỹ từ có cánh, ngợi ca về người cha bằng sự thiếu thông tin, thiếu hiểu biết của Thủy. Hơn nữa, với sự có mặt và lời nói của những kẻ tưởng chừng như rất đáng trân trọng, rất đáng tin tưởng bởi cương vị họ đã mang, chức vụ họ đã trải qua, danh vị anh hùng họ từng có, và hơn nữa, họ lại mang danh là những người đồng đội, đồng chí của cha mình, của chính mình, đó là Lê Mã Lương, Lê Kế Lâm, nên việc Thủy bị lừa mị, bị dẫn dắt là điều không khó. Để rộng đường dư luận, tôi mong mọi người hãy cùng đọc, cùng phân tích bức thư của Trần Thị Mai Thủy để có chính kiến cho riêng mình. Khi đọc xong, có thời gian suy nghĩ, chiêm nghiệm lại, bạn có cùng nhận định như tôi không?